lộ hình ảnh người yêu bí mật của Isaac. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng không chỉ hé lộ chân dung người yêu rạng rỡ như nắng ban mai của cựu trưởng nhóm nhạc 36 năm, mà còn lộ rất nhiều hình ảnh chàng bối rối, hoang mang khi món quà bí mật của mình đã khiến người yêu ngất xỉu trong hạnh phúc. Trên mạng xã hội, cư dân đang truyền tay nhau clip của cựu trưởng nhóm 36 năm Isaac với tốc độ chóng mặt. Đoạn clip không chỉ cho fan hâm mộ thấy vẻ soái ca lịch lạ vốn có của hoàng tử, mà lần đầu tiên hé lộ dung nhan cô người yêu bí ẩn của chàng và món quà khiến nàng như lập tức ngất xỉu khi được nhận. Vẻ đẹp ngọt ngào của cô gái và sự si tình của Isaac trong clip khiến cộng đồng người hâm mộ như phát sốt. Trong chiếc đầm đen nữ tính cùng mái tóc bồng bềnh đầy quyến rũ, nữ kia của Isaac mỉm cười rực rỡ từ ánh ban mai khi thấy anh. Nhận được món quà được gói ghém và trang trí vô cùng cầu kỳ từ giọng ca Get Down, nàng không giấu nổi sự thích thú. Cầm trên tay chiếc Galaxy J7 frame hồng, người yêu Isaac rung rung, hạnh phúc đến mức ngất xỉu. Không chỉ nàng, tất cả những người xung quanh đều đờ đẫn và ngã lăn ra từ lúc nào, khiến Isaac vô cùng hốt hoảng. Trước khi khiến người yêu lảo đảo, Isaac đã gây sóng gió khắp con phố với vẻ điển trai cuốn hút của mình. Mỗi bước chân đầy tự tin của anh đều khiến tất cả phái nữ phải bám chặt không thể rời mắt. Thậm chí sức cuốn hút của Isaac mạnh mẽ đến mức toàn bộ cánh chị em, từ thiếu nữ, quý bà, nữ sinh, trẻ nhỏ, thậm chí cả nam giới cũng phải choáng ngợp mà bấn loạn. Ngay từ khi mới xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút nhiều sự chú ý và đón nhận hàng ngàn lượt xem của cư dân mạng. Ai cũng thích thú và công nhận ma lực hút hồn của người đối diện từ Isaac và món quà cầm trên tay chàng trai chú dế Galaxy J7 Frame, Galaxy J5 Frame phiên bản hồng vàng của đại gia công nghệ Samsung. Trước đó, Isaac cũng từng khiến fans hâm mộ sụp sôi khi lột xác thành hoàng tử bóng tối với vẻ soái ca đầy tự tin và bản lĩnh không dễ dàng chinh phục người xem với lối diễn cực ngầu. Nam ca sĩ còn làm bộ ba mỹ nhân đình đám, Ninh Dương, Nan Ngọc, Salim và Min phải bấn loạn. Có thể nói với vũ khí hủy diệt của mình với yêu Galaxy J7 Frame, dù tinh tế hay hồng vàng trẻ trung, Isaac cũng luôn đẹp kiệt xuất, đậm khí chất và quyến rũ chết người. Nếu thấy tin tức hay và ý nghĩa, ủng hộ mình bằng cách share qua Facebook bạn nha. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những tin hot showbiz tiếp theo nhé.